Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 28 đến trang 32. Bài 1 câu chuyện của lịch sử. Phần tiếp theo, viết bài văn kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử văn hóa. Chắc hẳn trong thực tế thì các em đã từng được đi tham quan những cái chuyến đi do nhà trường hoặc là gia đình tổ chức. Thì đó có thể là những chuyến tham quan một di tích lịch sử văn hóa gắn với một sự kiện quan trọng trong quá khứ của dân tộc, hoặc là một danh nhân mà mọi người đều ngưỡng vọng. Thì ở phần viết của bài học này thì các em sẽ thuật lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử văn hóa để lại cho em ấn tượng sâu sắc khó quên. Thì yêu cầu đó là chúng ta sẽ giới thiệu được lý do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử văn hóa, rồi kể được diễn biến của chuyến tham quan như là trên đường đi, rồi trình tự những cái điểm đến thăm, những cái hoạt động chính trong chuyến đi, nêu được ấn tượng về những cái đặc điểm nổi bật của di tích như là phong cảnh, con người, công trình, kiến trúc, thể hiện được cảm xúc suy nghĩ về chuyến đi, sử dụng được yếu tố miêu tả biểu cảm trong bài viết. Tiếp theo các em hãy theo dõi phần phân tích bài viết tham khảo. Chuyến tham quan khu lưu niệm Nguyễn Du. Thì khi theo dõi bài phân tích này các em chú ý những cái câu ở phần bên phải. Chủ nhật tuần này lớp mình sẽ tham quan khu lưu niệm nhà thơ Nguyễn Du theo kế hoạch dã ngoại của trường. Khi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo như vậy, cả lớp cũng ồ lên. Theo lời cô, hoạt động này giúp học sinh biết yêu mến và tự hào về một trong những cái địa chỉ văn hóa quan trọng, nên gìn giữ những dấu tích và hiện vật liên quan tới một nhà thơ vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới. Tôi cũng như nhiều bạn không giấu nổi vẻ cái háo hức vì đây là lần đầu tiên được đến thăm khu di tích của Đại Thi Hào ở mảnh đất tiên điền nổi tiếng. Ba chiếc xe khách chở hơn 100 học sinh khối 8 xuất phát từ sân trường lúc 7 giờ sáng. Phía trước mỗi xe đều có một dải băng rôn màu trắng in dòng chữ xanh đậm: học sinh trường trung học cơ sở Phan Huy Chú tham quan quê hương Đại Thi Hào Nguyễn Du. Trên xe, cô giáo phụ trách giới thiệu những vùng đất xe qua không khác gì một hướng dẫn viên du lịch. Đến gần phía nam cầu Bến Thủy, xe rẽ phải theo đường về trung tâm thị trấn huyện Nghi Xuân. Đi hơn chục cây số, đã thấy ở lề đường bên phải có một tấm biển khá to với dòng chữ Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du. Xe vừa dừng, chúng tôi ùa xuống, từng tấp đi vào một sân rộng phía trước ba tòa nhà lợp ngói ghép hình chữ U. Chính giữa là bức tượng Nguyễn Du, tay cầm bút lông, nét mặt suy tư được đặt trên một bệ cao. Sau khi trưởng đoàn đăng ký, chúng tôi được cô giáo hướng dẫn viên dẫn đi và thuyết minh chi tiết về các hạng mục chính của khu di tích. Nhờ đó chúng tôi biết rằng khuôn viên của khu di tích rộng hơn 4 hecta với các công trình được bảo tồn, tôn tạo cẩn thận, chống lại sự bào mòn của thời gian và tàn phá của chiến tranh. Nơi đầu tiên chúng tôi bước chân vào là căn nhà 2 tầng nằm phía sau lưng tượng nhà thơ. Đó là nhà trưng bày các hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại Thi Hào. Tất cả đều nằm yên lặng trong tủ kính, nhưng chúng tôi như trở nên sinh động hơn qua những dòng ghi chú cụ thể. Đây là chiếc nghiêng mực gắn với việc sáng tạo văn chương của Nguyễn Du, kia là bộ khay chén ướp rượu mà cụ thường dùng khi ở tiên điền, kia nữa là cái giá gương bằng gỗ khảm từng được đặt trong ngôi nhà cụ ở, rồi đĩa mai hạt lưu bút tích của Nguyễn Du đề tặng thơ khi đi sứ Trung Quốc, chiếc la bàn nhà thơ thường dùng mỗi lần đi săn trên núi Hồng Lĩnh, chiếc gạt nan dùng để treo quần áo trong phòng ngủ. Mọi vật không hề có cái vẻ sang trọng xa hoa mà đều khá giản dị nhỏ gọn, khiến người xem cảm thấy thật gần gũi. Tôi rất thích hai bức tranh treo ở hai phía ở bức tường bên phải. Một bức tranh vẽ cảnh Nguyễn Du đi săn trên núi Hồng Lĩnh của họa sĩ Nguyễn Đức Nùng.
Bức kia vẽ Nguyễn Du câu cá trên sông Lam của họa sĩ Nguyễn Tiến Trung. Màu thời gian đã khiến hai bức tranh mang vẻ đẹp thâm trầm cổ kính. Cô hướng dẫn viên cho biết, hiện nhà trưng bày lưu giữ hơn 1.000 hiện vật gắn với cuộc đời của Nguyễn Du. Những gì liên quan đến sự nghiệp sáng tạo văn chương của nhà thơ cũng hết sức phong phú. Đó là các bản truyện kiều được in từ xưa đến nay, cuốn sách thơ chữ Hán Nguyễn Du in lần đầu và những lần tái bản. Các bản dịch truyền kiều ra một số thứ tiếng trên thế giới, nhiều bộ tranh minh họa truyền kiều, các công trình luận văn, luận án nghiên cứu về truyền kiều và sáng tác của Nguyễn Du. Độc đáo hơn có lẽ là đọc bản truyền kiều viết tay trên giấy phổi lớn, chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, nặng 75kg, do ông Nguyễn Đình thực hiện. Cuốn sách kỳ lạ đó được đặt riêng trong một tủ kính giữa phòng trưng bày. Sau khi tập trung chụp ảnh, lưu niệm trước tượng Nguyễn Du và một số cái cảnh yêu thích, chúng tôi tản ra giữa khu vườn mênh mông, theo những lối nhỏ như ô bàn cờ, lát gạch đỏ, hai bên là từng hàng nguyệt quế xén vuông tăm tắp. Chúng tôi lần lượt tham quan thắp hương tại nhà thờ Nguyễn Du, thăm nhà Bình Văn nơi các bậc khoa bản danh do ngày xưa bàn luận văn chương. Những ngôi nhà gỗ xinh xắn, mái cong lập ngói, bốn phía hành lang rợp bóng cây xanh thật mát mẻ, yên tĩnh tưởng như là bóng người xưa còn dạo gót đâu đây. Từng tớ học sinh thay nhau chụp ảnh dưới cây cổ thụ do cụ Nguyễn Quỳnh, ông nội của Nguyễn Du, trồng cách đây ngót 300 năm. Đó là những chứng tích của bao thay đổi trên mảnh đất của tổ tiên. Rồi khu di tích, chúng tôi đi trên con đường rải nhựa quanh làng khoảng 3km ra thăm mộ của Nguyễn Du. Khoảnh đất vuông bốn phía bao bởi tường thấp nằm giữa khu nghĩa trang của một vùng quê. Gần cổng khu nguyên là một nhà bia nhỏ bốn mái, không tường, giữa dựng tấm bia đá khắc bằng dòng chữ danh nhân văn hóa thế giới đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Chúng tôi từng tớp lần lượt thắp hương rồi tập trung chụp ảnh lưu niệm trước ngôi bộ ốp đá vuông vắng giản dị của nhà thơ vĩ đại. Trên đường về dường như ai cũng trầm lắng hơn, có bạn cầm cuốn sách vừa mua ở nhà lưu niệm Nguyễn Du dở ra đọc, có người mở điện thoại xem lại các bức ảnh đã chụp những cảnh yêu thích. Tôi cũng mua được một cuốn truyện kiều về tặng bà, chắc bà sẽ vui lắm. Theo lời cô giáo, về trường chúng tôi sẽ viết vẽ về những gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất qua chuyến tham quan. Vậy thì tôi sẽ vẽ, chắc chắn thế, bởi vì những cảnh vật được ngắm nhìn hôm nay bỗng thể hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm phải làm cô học sinh. Như vậy thì chúng ta vừa theo dõi một cái bài phân tích tham khảo về một chuyến tham quan khu lưu niệm Nguyễn Du. Rồi, tiếp theo là thực hành viết theo các bước. Thì trước khi viết, bước 1 trước khi viết, trước khi viết ở đây thì các em cần chú ý ở đây, mục đích viết của chúng ta đó là chia sẻ những cái hiểu biết và trải nghiệm có được qua cái chuyến đi, thu hút sự quan tâm của mọi người về di tích lịch sử văn hóa của dân tộc. Còn người đọc ở đây đó là những người quan tâm đến những chuyến đi hoặc là có nhu cầu hiểu biết về di tích lịch sử văn hóa được nói đến. Thì trước khi viết, các em cần lựa chọn đề tài. Thì các em hãy liệt kê một số cái chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa mà mình đã từng tham gia, sau đó chọn một chuyến đi đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất để kể lại. Phần tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm ý. Sau khi mà lựa chọn đề tài rồi thì các em sẽ tìm ý. Thì các em tìm ý bằng cách là chúng ta trả lời các câu hỏi sau: chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa nào, do ai tổ chức, mục đích của chuyến tham quan là gì. Bài viết tham khảo kể về chuyến tham quan khu lưu niệm Nguyễn Du của học sinh khối 8 do nhà trường tổ chức phục vụ cho việc học tập. Rồi, chuyến đi diễn ra như thế nào,
trên đường đi lúc bắt đầu đến thời điểm tham quan các hoạt động chính tiếp theo, rồi xem các cách nêu ý của này ở bài viết tham khảo. Rồi khung cảnh của điểm tham quan có gì nổi bật, ví dụ như về cảnh thiên nhiên, các công trình kiến trúc, những cái hiện vật được trưng bày ở khu di tích. Rồi tham khảo các ý nói về tượng Nguyễn Du, nhà trưng bày hiện vật, nhà thờ Nguyễn Du, nhà Bình Văn, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Rồi em có cảm xúc, những cái suy nghĩ gì về chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa đó, nếu ấn tượng về chuyến đi, hiểu biết mới về văn hóa lịch sử của đất nước, tình cảm với quê hương, thì chúng ta xem ý này ở bài viết tham khảo. Tiếp theo là phần lập dàn ý, thì các em sẽ sắp xếp các ý đã tìm được ở trên vào từng phần để mà chúng ta hình thành cái dàn ý. Thì dàn ý của chúng ta sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì các em sẽ giới thiệu khái quát về chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa, bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi. Thân bài thì chúng ta sẽ kể lại những cái diễn biến của chuyến tham quan, như trên đường đi, lúc đến điểm tham quan, rồi trên tờ các điểm đến thăm, những cái hoạt động chính trong chuyến đi. Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của khu di tích lịch sử văn hóa đó, về thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc. Kết bài thì các em sẽ nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa. Phần 2 nhỏ đó là viết bài. Thì các em viết bài thì các em sẽ bám sát vào cái dàn ý ở trên chúng ta đã lập. Rồi ở trong quá trình viết thì các em cần lưu ý những điều như sau. Các ý của bài viết phải đảm bảo phản ánh đúng với trình tự thời gian của chuyến tham quan, ứng với từng điểm, không gian, khu di tích. Nêu được những các hoạt động nổi bật khiến chuyến tham quan, di tích lịch sử văn hóa để lại ấn tượng, rồi cảm xúc sâu đậm cho em. Ngôn ngữ bài viết thì cần sinh động, vừa kể chi tiết cụ thể vừa thể hiện được cái cảm xúc. Các em sử dụng các biện pháp tu từ như là so sánh, điệp ngữ, các yếu tố miêu tả, biểu cảm để làm tăng sức hấp dẫn cho bài viết của mình. Rồi tiếp theo, ba nhỏ, chỉnh sửa bài viết. Thì sau khi chúng ta hoàn thành bài viết của mình rồi thì các em hãy rà soát và chỉnh sửa theo những cái gợi ý như sau. Nếu mà bài viết mình chưa có giới thiệu rõ về cái chuyến tham quan, cần viết cụ thể hơn. Nếu bài viết nêu chưa đầy đủ các hoạt động chính theo trình tự thời gian thì bổ sung và sắp xếp lại. Nếu việc kể tả chưa làm nổi bật cái đặc điểm được cái khu di tích và ấn tượng của người viết thì hình dung lại để viết thêm. Nếu mà bài viết chưa nêu rõ cái suy nghĩ, cảm xúc về chuyến đi thì chúng ta sẽ bổ sung thêm. Thì phần đó là phần quy trình viết. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái bài viết. Thì sau đây các em hãy cùng theo dõi một bài viết cũng thuộc lại một chuyến tham quan du lịch, tham quan một cái di tích lịch sử văn hóa để lại cho em ấn tượng sâu sắc khó quên. Thông thường sau những ngày tháng học tập và lao động mệt mỏi thì con người thường tìm đến những cái chuyến du lịch để tìm lại sự cân bằng, thư thái. Đối với em, chuyến du lịch với bạn bè hồi lớp 6A là những kỷ niệm và hành trang đáng nhớ. Đến tận bây giờ thì em vẫn không thể nào quên được chuyến du lịch vui vẻ và bổ đáy. Nhân ngày nghỉ Tết dương lịch thì lớp em đã tổ chức một chuyến du lịch ở khu ca chính và làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội. Cả lớp và cô giáo chủ nhiệm ai cũng vui, bởi vì đây là kỳ thi căng thẳng, chúng em sẽ có những cái giây phút vui chơi và nô đùa cùng nhau. Tất cả lịch trình và địa điểm chúng em đều nắm rõ, chắc hẳn chuyến đi du lịch sẽ rất vui và bổ ích. Buổi tối hôm ấy, em đã rất hồi hộp và chờ đợi chuyến đi ngày hôm sau. Những thực phẩm và dụng cụ cần thiết em đã chuẩn bị rất kỹ. Hôm sau em thức dậy lúc 5 giờ để vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đã sẵn sàng, đúng 5 giờ 30 thì chúng em bắt đầu đến trường tập trung. Chiếc xe du lịch đã đến chúng em, cuộc hành trình đã bắt đầu. Ngồi trên xe, chúng em trò chuyện với nhau rất vui và dự đoán về chuyến du lịch sắp tới. Hướng dẫn viên du lịch của chúng em là chủ Minh, một người rất vui tính và thân thiện.
Chú Đàn nói cho chúng em nghe rất nhiều câu chuyện về địa điểm du lịch của lớp. Bên cạnh đó, chúng em còn được thư giãn bằng một trò chơi mà chú Minh đã đưa ra, đó chính là lắng nghe và ghi nhớ. Khi nghe chú thuyết trình về địa điểm du lịch thì chúng em phải ghi nhớ những ý chính. Rồi khi được chú hỏi lại, bạn nào trả lời đúng sẽ nhận được quà. Em thấy đây là một trò chơi rất bổ ích, giúp chúng em ghi nhớ và có thêm nhiều hiểu biết về những cái địa điểm du lịch mà chúng em đã được hướng dẫn. Cuối cùng thì cũng đến nơi, khung cảnh ở đây thật tuyệt làm sao. Những đồi núi hùng vĩ, cây cối trên núi thì xanh mượt, xanh tươi mượt mà. Những làn gió lướt nhẹ làm cho chúng đung đưa như đang đi đầm trò chuyện. Chúng em được ghé thăm khu di tích lịch sử K9. Ở đó có rất nhiều binh sĩ, các chú trông coi rất là oai phong và trang trọng. Cô giáo chủ nhiệm lớp và chú Minh đã dẫn chúng em đến tham quan ngôi nhà xưa của Bác Hồ, ngôi nhà thật đẹp và đã được sửa sang lại. Sau khi tham quan các khu di tích lịch sử, tất cả các bạn trong lớp đều cảm thấy đói nên chúng em được ăn trưa và nghỉ ngơi. Chúng em được dẫn đến nhà hàng quê hương để ăn trưa, đồ ăn ở đây rất ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau khi ăn trưa thì cả lớp được chú Minh dẫn đến một địa điểm để mua quà lưu niệm và các món đồ ăn vặt. Em đã mua một vài món quà xinh để mang về tặng cho gia đình. Sau khi ăn nhẹ và mua quà, chúng em trở về khách sạn đã được thuê để nghỉ trưa, kết thúc buổi sáng thật vui và ý nghĩa. Một buổi chiều đẹp trời lại đến, lớp chúng em lại được tham quan địa điểm nữa, đó chính là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Vừa đến nơi, chúng em đã được chụp một bức ảnh kỷ niệm vào tham quan tháp Chăm, đền cổ và một số ngôi nhà của một người của người dân tộc khác. Đi một vòng quanh khu di tích, chúng em đã dừng chân ở một bãi cỏ trống rất xanh và rộng. Trên bãi cỏ đó có những đồ dùng cần thiết để cho chúng em chơi. Thì ra là cô giáo và chú Minh đã chuẩn bị. Mỗi tổ sẽ tham gia một trò chơi, trò nào thắng cuộc sẽ giành được những món quà. Mọi người ai cũng chơi thật là hào hứng và vui vẻ. Chẳng mấy mà đã kết thúc một ngày, chúng em phải trở về nhà. Trước khi lên xe thì chú Minh đã chào tạm biệt chúng em và chúc lớp có thật nhiều thành tích cao trong học tập. Thế là một chuyến du lịch bổ ích đã khép lại hôm ấy. Phải rất muộn em mới về đến nhà. Em đã kể lại cho mọi người nghe về chuyến du lịch rất vui của mình cùng với các bạn. Qua đây em cảm thấy mình trưởng thành và có thêm được nhiều những cái kiến thức bổ ích. Hy vọng rằng trong tương lai em sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy cùng với các bạn trong lớp. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.